Anh và anh Dali. Chào mừng các bạn đến và đón xem những cái video này. Rồi bây giờ mình sẽ vào phòng để chiến đấu và đua và đánh nhau. Những chiếc xe đua có những chiếc rất là sang hiệu, ví dụ như là xe đua và xe mini, rồi là xe động cơ phản lực, xe động cơ phản lực, rồi là xe sắt. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu đua. Bây giờ tụi mình sẽ quay về. 1, 2, 3, let's go. Ngừng bài học. Thật hay. Rồi đây để chia sang đi trước. Tình bài tụt lưu nào.
mình sẽ hát cùng nhau bài Một con vịt. Một con vịt nhỏ tí xíu lột lột đi. Một con vịt sẽ bay cao cánh, nó kêu bằng cóc 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 cóc. Rằng hồ nước nó bị bà bị bom, lúc lên bờ với xanh to hồ. Yeah. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào tập sau nhé. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh của Hoàng Gia Lê để coi những video mới nhất và hay nhất của kênh Hoàng Gia Lê làm được nhé. Bye bye.